Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Thì tiếp tục hôm nay thì em lại xin giới thiệu và chia sẻ đến quý anh chị một dòng xe thương hiệu của Hyundai, một dòng xe 7 chỗ SUV gầm cao, đó chính là dòng Santa Fe. Con này thì sản xuất 2008 quý chị nhé, máy dầu động cơ là 2.0. Xe này thì được trang bị rất là nhiều đồ chơi, thứ nhất là túi khí an toàn, phanh ABS 4 bánh, cửa sổ trời, các phím bấm được tích hợp trên vô lăng, gương ghế chỉnh điện quý chị nhé, màn hình cảm ứng, rồi cam lùi đầy đủ hết quý anh chị ạ. Hiện nay thì con xe này màu đỏ và biển thành phố Hồ Chí Minh. Đó, nếu mà quý anh chị ở nào ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh khi mình mua con xe này thì không mất kinh phí vào biển. Và hạn đăng kiểm của con xe này còn khá là dài, đến tận tháng 1 năm 2021 quý anh chị nhé. Hiện nay thì con xe này bên em đang chào bán với giá là 445 triệu. Giá trên thì đã bao gồm phí rút hồ sơ cho quý anh chị. Thì quý anh chị nào mà cảm thấy tài chính của mình nó phù hợp với con xe này thì quý anh chị hãy nhấc máy alo trực tiếp cho em để em hỗ trợ và tư vấn cho quý anh chị nhé. Đây ạ. Những quý chị nào là lần đầu tiên mà xem video trên kênh của em thì quý anh chị cũng đừng quên ủng hộ em bằng cách là nhấn chuông và nhấn đăng ký, để sau này khi quý anh chị có nhu cầu muốn tham khảo giá xe hay là muốn mua xe thì quý anh chị có thể đến trực tiếp bên em quý anh chị và tham khảo trực tiếp trên kênh của em nhé quý anh chị nhé. Đó. Ngoài về hệ thống đèn chiếu sáng của con xe này thì còn khá là ok quý chị nhé. Đó. Ở phần cản trước này có cái vết trầy này, đó có những vết trầy này. Đó, hệ thống đèn pha và đèn gầm thì còn khá là ok quý anh chị ạ. Đây, tất cả các cái đèn xi nhan, đèn pha và đèn hậu phía sau đều được nẹp viền hết rồi quý anh chị nhé. Hệ thống ABS 4 bánh trước này quý anh chị, 4 bánh quý anh chị, bánh trước và bánh sau. Đó, mâm la nhăng đúc, lốp này còn khá là ok này quý anh chị này. Xi nhan thì được tích hợp trên gương này quý anh chị nhé. Đó, hạn đăng kiểm thì đến tháng 1 năm 2021. Xe thì đã được dán phim nhiệt chống nóng, vè chắn mưa đầy đủ hết rồi quý anh chị ạ. Đây, keo chỉ của xe này. Về phần keo chỉ thì nguyên zin nha quý chị nhé. Xe cam kết với quý anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước. Đây, nội thất bên trong đây. Nội thất bên trong này là ghế da này. Trần thì trần nỉ này. Cửa sổ trời đầy đủ hết quý chị nhé. Rồi chút nữa em sẽ qua bên kia em chia sẻ cho quý anh chị phần bên kia. Đây, về ốc bản lề của xe đây. Đó, ốc bản lề thì chưa một lần tháo mở quý chị nhé. Xe còn rất đẹp. Cửa thì đóng rất là nhẹ nhàng và hít rồi quý chị ạ. Đi cái dòng này thì cực thích rồi quý chị nhé. Và đặc biệt hơn nữa cái dòng xe này là dòng xe máy dầu. Đi rất là tiết kiệm nhiên liệu quý chị nhé. Đó, dòng xe máy dầu đi rất là tiết kiệm nhiên liệu. Các phim bấm còn rất là mới. Keo chỉ nguyên zin. Đây. Xe thì được trang bị 3 cục cảm biến lùi. Rồi cam lùi. Đó. Cốp mà. Đây quý chị này. Các cái đinh của nhà xuất thì vẫn đang còn nguyên quý chị nhá. Đây ạ, tất cả các cái đinh còn nguyên zin này. Đó. Phần gầm bệ với khu chị con chị xem phần gầm bệ nhá. Đây. Gầm bệ con xe này thì chắc chắn không mục mọt, không bị xì nhớt gì quý chị nhé. Đó. Không mục mọt, không bị xì nhớt gì cả. Xe còn rất là đẹp. Rồi tiếp theo đến phần khoang máy. Đây. Đây các phím bấm còn rất là mới này. Gương gập điện này. Đó. Các phím bấm này, cửa lên xuống auto này. Rồi ghế chỉnh điện này quý chị nhé. Đó, phần ghế này thì bị rách này quý chị này. Đó, cái này thì mình bọc lại. Đó. Rồi các ốc bản lề của xe này, tem nguyên zin của sản xuất này, xe nhập nguyên chiếc quý chị nhá. Xe này nhập nguyên chiếc, các phím bấm được tích hợp trên vô lăng. Đây, bây giờ em sẽ đề máy lên cho quý chị nhá. Odo con xe này thì đi được khoảng 87.000 rồi quý chị nhá. Đó, màn hình cảm ứng này. Đây. Số này. Điều hòa auto này. Chung xe này thì đủ đồ chơi luôn quý chị nhá. Và bây giờ em sẽ cho quý chị xin em đến cái phần khoang máy cho con xe này. Máy móc nguyên zin. Đây. Xe này. Keo chỉ ở nắp capo nhá quý chị nhá. Mà
máy móc con xe này cam kết với quý chị là nguyên zin, không đâm đụng hay là gầm nước gì. Đó, các ốc chân máy thì còn nguyên zin này. Đó, thì chỉ với 445 triệu, quý chị nào mà quan tâm đến mẫu xe này thì hãy nhấc máy alo trực tiếp cho em để em hỗ trợ và tư vấn cho quý chị nhé. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý chị đã quan tâm và ủng hộ em. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị.